Thưa quý vị, Trung Quốc áp thuế trả đũa Hoa Kỳ bất chấp cảnh báo của Tổng thống Trump. Trung Quốc có kế hoạch tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim. Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo như vậy vào ngày 13 tháng 5 sau khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với 200 tỷ Mỹ Kim giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng thuế suất này đối với tổng số 5.140 sản phẩm của Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 6 2019. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra cùng ngày Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc không nên trả đũa việc áp thuế của ông tuần trước, nếu không sẽ đối mặt với các hậu quả. Chính quyền của ông Trump gia tăng cuộc chiến thương mại sau khi báo cáo buộc rằng Bắc Kinh đã quay lưng với các cam kết đưa ra trong các cuộc thương thảo trước đó. Ông Trump nhấn mạnh rằng thuế mà Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc sẽ không tác động lên người tiêu dùng Hoa Kỳ.